việc tốt. Tháng này nhà trường phát động cuộc thi Hoa Việc Tốt. Lớp nào có nhiều bông hoa việc tốt nhất sẽ được nhà trường tuyên dương và tặng cờ lưu niệm. Su và cả lớp rất hào hứng khi vừa nghe cô giáo phổ biến phong trào. Su về hỏi mẹ: "Mẹ ơi, nhà trường phát động cuộc thi Hoa Việc Tốt, con phải làm gì hả mẹ?" "Con hãy cố gắng chăm chỉ học hành, nghe lời thầy cô, ba mẹ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường và xã hội tổ chức, và nhất là giúp đỡ người khác nhiều hơn con nhé." Từ hôm đó, Su tất bật tham gia các hoạt động Hoa Việc Tốt cùng với cô chủ nhiệm và các bạn. Cả lớp cùng nuôi heo để ủng hộ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tham gia làm vệ sinh sạch đẹp trường lớp và làm bài được nhiều điểm 10 khiến cô giáo rất vui. Tập thể lớp trở nên đoàn kết và gắn bó với nhau nhiều hơn. Một hôm, Su đang trên đường đi học về thì vô tình cô bé nhặt được một cái ví ai đó đánh rơi. Lúc đầu, Su cũng định bỏ qua, nhưng nhìn thấy cái ví rất đẹp, Su nghĩ thầm: "Chắc là của một người giàu có." Su nhặt cái ví lên và mở ra thì thấy bên trong có nhiều giấy tờ và cái tiền mặt, có cả một xấp tiền đô nữa. Su phân vân: "Làm thế nào nhỉ? Số tiền này khá nhiều. Người làm rơi cái ví chắc hẳn đang rất lo lắng. Mình phải tìm cách trả lại cho họ." Ngẫm nghĩ một hồi, Su đi đến công an phường trình báo với các chú công an về cái ví mình nhặt được. Chú công an tỉ mỉ ghi lại thông tin của Su và tìm người đã làm mất cái ví. Một tháng sau, trong giờ tổng kết phong trào Hoa Việc Tốt của lớp, khi cô giáo đang sơ lược lại các hoạt động lớp đã thực hiện thì có một người đàn ông đi đến. "Dạ, đây có phải lớp 5C không?" "Vâng, thưa bác." "Tôi muốn tìm bạn nhỏ tên Su." Cô giáo dẫn Su ra gặp người đàn ông. Su ngỡ ngàng vì mình chưa bao giờ gặp người đàn ông này. "Cháu là Su." "Vâng, thưa bác." "Chào cháu, bác đã nhận lại được cái ví từ các chú công an. Các chú ấy cho bác địa chỉ và bác đến đây để cảm ơn cháu." "Ồ, cái ví là của bác ạ. Cháu rất vui khi bác đã nhận lại được cái ví. Bác không cần phải cảm ơn cháu đâu." "Hôm nay bác đi làm giấy tờ nhà, loay hoay thế nào mà làm rơi cái ví. May mà tìm lại được, bác có ít quà gửi cháu." Người đàn ông đưa ra một cái phong bì nhỏ. "Dạ, cháu không thể nhận thưa bác." Cô giáo lên tiếng: "Su nói đúng đi bác ạ. Nhà trường luôn mong các em làm được thật nhiều việc tốt cho xã hội. Su nhận lời cảm ơn cô bác nhé." Hai cô trò quay vào lớp. Cô giáo tiếp tục với phần tổng kết của mình. Sau khi đánh giá xong, cô nói: "Thật sự cô rất vui vì trong thời gian qua các em đã nghe lời cô, hoàn thành tốt mọi phong trào cô đề ra. Cô sẽ có phần thưởng riêng cho cả lớp." Cả lớp vui mừng vỗ tay. Cô ra hiệu im lặng rồi tiếp: "Và một điều đặc biệt nữa khiến cô rất vui, đó là bạn Su của lớp mình đã áp dụng rất tốt phong trào Hoa Việc Tốt, nhặt được của rơi và trả lại cho người bị mất. Cả lớp cho Su một tràng pháo tay nha." Cả lớp lại vỗ tay thật to. Hôm ấy Su hào hứng về kể mẹ nghe. Mẹ bảo: "Làm việc tốt ta sẽ cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa và nhiều niềm vui hơn, đúng không con?" Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Các cháu hãy xứng đáng giáo Bác Hồ Chí Minh. Các bạn nhỏ thân mến, chúng ta hãy làm những con ngoan trò giỏi chân ngoan Bác Hồ để làm những việc thật tốt cho gia đình, cho nhà trường và xã hội. Xứng đáng là những mầm non tương lai của đất nước nhé.